kính mời đồng chí Lê Văn Toàn, chủ tịch Hội Liên hiệp trẻ tỉnh Ninh Bình, phó chủ tịch hội gôn của tỉnh Ninh Bình sẽ lên khai mạc trận đấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Để thiết thực chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình và chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 24 tháng 3 tại câu lạc bộ gốp Hoàng Gia đã diễn ra giải gốp hội gốp Ninh Bình cúp doanh nhân trẻ cụm đồng bằng sông Hồng năm 2017. Cúp doanh nhân trẻ Ninh Bình rất vui mừng được chào đón các anh chị về tham gia giải. Thay mặt ban tổ chức, tôi mong rằng các quý vị đại biểu khách quý, các anh chị thi đấu tốt, đạt thành tích cao. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được nói lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ, tất cả các đại biểu khách quý, các thành viên đã về tham gia dự giải, và đặc biệt cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của tập thể ban giám đốc và cán bộ công nhân viên sân gôn Hoàng Gia đã tạo điều kiện cho giải được diễn ra để các golfer được tham gia giải năm 2017 được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc giải golf hội golf Ninh Bình cúp doanh nhân trẻ cụm đồng bằng sông Hồng. Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Lê Văn Toàn. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm vì hướng tới mong về sau. Chặng đường nào trải bước trên vai và từ phút anh đau vì những cây gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, mà chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa và gian nan ta vươn tới.
bản nhạc hòa tấu không lời hay nhất vừa gửi tới toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả các cover đã về tham dự bữa tiệc trao giải cúp doanh nhân trẻ cùng đồng bằng sông Hồng năm 2017 do Hồng Góp Tây Bình tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, các cover thân mến, và trước khi mà chúng ta đến với lễ trao giải ngày hôm nay thì chúng tôi xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một chương trình ca khúc nhạc đặc biệt. Và ca khúc đầu tiên ngay sau đây xin được hân hạnh gửi tới là một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Kim Tuấn có tựa đề Biển Cạn, và xin được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà My. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay cho phần đệm đàn guitar của nghệ sĩ Huy Hoàng.
xin được cảm ơn anh Huy Hoàng là một doanh nhân trẻ đến từ thành phố cảng Hải Phòng. Thưa quý vị thân mến, và sau đây thì để cho không khí trong khán phòng của chúng ta vui hơn và sôi động hơn, trẻ trung và máu lửa hơn, thì Hoàng Yến mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với những cô gái xinh đẹp đến từ vũ đoàn Cheat Dance. Chúng tôi được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thường trực các hội doanh nghiệp
vận động trẻ các tỉnh Hội Hoàng Cao Hồng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, các hội môn và hơn 100 góp co đến từ các hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh bạn, các doanh nhân trong vùng đồng bằng sông Hồng, các góp co đến từ Hàn Quốc, Đài Loan và toàn thể góp co là những hội viên của Hội Môn tỉnh Ninh Bình đã về tham dự giải để gửi chúng ta nhiều chào mừng. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể góp co, để có được sự thành công của giải ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của ban tổ chức, sự phối hợp tốt của các đơn vị thì sự góp phần quan trọng của các nhà tài trợ đã làm nên thành công của giải. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tài trợ lên sân khấu để nhận hoa thay lời cảm ơn và tri ân của ban tổ chức đến các nhà tài trợ. Trân trọng kính mời các đại diện của các đơn vị tài trợ sẽ lên sân khấu để nhận hoa cũng như là lời tri ân của ban tổ chức giải. Xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị. Cho đất nước những
doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Lên thành hương mật ngọt, vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tư thương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, để Việt Nam danh vai cùng cường quốc Nam châu. Lên thành hương mật ngọt, vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tư thương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước. Những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, để Việt Nam danh vai cùng cường quốc Nam châu. Để Việt Nam danh vai cùng cường quốc Nam châu.
gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người, bầu trời thêm vào muôn nghìn sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh nhưng thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao. Của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Lòng nhớ thương quê hương miền Nam, anh hằng tha thiết ước mong ngày taste like you.
Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi
Thank you.